kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ. Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Dưới tượng đài của người, Đảng bộ, đồng bào, chiến sĩ thành phố cảm nhận sâu sắc hơn tư tưởng, tấm gương, đạo đức và tình thương yêu, đức độ hy sinh cao cả của Bác với nhân dân. Đây là nơi để chúng ta thể hiện lòng tôn kính Bác Hồ, là nơi để chúng ta dâng hoa báo cáo kết quả với Bác về sự phấn đấu rèn luyện thực hiện nhiệm vụ và giáo dục bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng đối với mọi người, nhất là thế hệ trẻ.